Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng ấn vào nút subscribe để đăng ký kênh. Chào mừng bạn đến với kênh CD Hay Studio, mình là Toàn đây. Tiếp tục quay trở lại với series hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì chủ đề lần này mình sẽ chia sẻ cho bạn là những cái yếu tố mà giúp cho những cái video nó lên top thịnh hành rất là nhanh, mà nó không phụ thuộc vào các yếu tố như là SEO video. Như bạn cũng biết là ở trên tab thịnh hành của YouTube có rất là nhiều cái video nó được view rất là cao trong vòng một thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng một ngày hoặc là ít hơn, thì có những video nó đạt lượt sub hoặc lượt view nó đến hơn cả triệu view, và lượt sub thì có thể tăng rất là nhanh, khoảng cả ngàn sub trong một thời gian rất là ngắn. Thì có những cái nguyên nhân và những cái điều bí mật ở bên trong những cái video đó, và ở đằng sau những cái người thực hiện những cái video đó có những cái điều bí mật mà bạn cần biết, vì sao họ lại lên top thịnh hành rất là nhanh, và vì sao họ không cần phải đặt tiêu đề, đặt mô tả video, đặt thẻ tắt video, và không cần phải làm SEO video để làm gì, nhưng vẫn có nhiều lượt xem trên YouTube và sớm được lên top thịnh hành với lượt view rất là tốt, và kiếm được rất là nhiều tiền từ cái video đó. Thì ở video này mình muốn chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm của mình đúc kết được trong quá trình tìm hiểu về YouTube, cũng như tìm hiểu về những cái kênh đối thủ đang làm mà được lượt view rất là cao từ những cái video được nằm trên top thịnh hành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những cái video đó có nội dung là gì và vì sao nó được lên top thịnh hành nha bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ mở YouTube và bạn lên cái tab thịnh hành. Ở đây có rất là nhiều cái video nó được YouTube nó xếp trên trang này. Thì trang này nó sẽ liệt kê những cái video được lượt view cao trong một cái thời gian ngắn, và một cái chủ đề mà bạn thấy những ngày hôm nay nó lên trên trang YouTube thịnh hành rất là nhiều, đó là vụ tai nạn ở Quảng Nam, đúng không? Thì rất là nhiều cái bài báo được đưa tin và tất cả đều hơn 1 triệu view, thậm chí cái này chỉ một ngày mà hơn 2 triệu view. Thật sự rất là tuyệt vời. Cái này thì 1 triệu view. Còn rất là nhiều cái kênh khác nữa nè. Có những cái kênh của những cái tờ báo chính thống luôn, những cái tờ báo online họ làm tin tức. Như những cái kênh này là tin tức. Tuy nhiên có một số cái kênh đáng nói là họ chỉ là những cái kênh cá nhân thôi, nhưng họ vẫn may mắn được lọt vào top thịnh hành với những cái chủ đề như thế này thì thật sự rất là tuyệt vời, đúng không bạn? Và những cái kênh đó là những cái kênh cá nhân giống như cái kênh của mình cũng như là cái kênh của bạn vậy đó. Là mỗi kênh cá nhân thôi, họ cũng làm cái tin tức bình thường, nhưng họ được lên top thịnh hành. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp nha. Đây là những cái kênh của bài báo nè. Những cái kênh của bài báo nè. Đây là kênh của truyền hình Vĩnh Long. Hôm trước mình có thấy một cái kênh của cá nhân thôi, nhưng mà nó cũng lên top thịnh hành. Bây giờ mình không thấy nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Với cái video này như bạn thấy nè, mình sẽ bấm vô nha. Đây là cái video đó, nó đang nằm trên vị trí thứ hai trên top thịnh hành, bởi chỉ trong một ngày mà nó hơn 2 triệu view. Thực sự rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Ở đây nè, thậm chí điểm SEO của nó rất là thấp, chỉ có 14 điểm thôi, nó không có quan tâm gì đến SEO, bởi vì bạn xem cái tiêu đề anh đặt chẳng giống ai hết. Thậm chí người xem người ta không cần nhìn tiêu đề luôn ha, chỉ cần thấy hình ảnh là người ta hiểu, người ta click và xem. Nó đạt đến mức độ đó luôn mà. Tại vì đặt tiêu đề như thế này, nếu như bạn là một cái kênh bình thường không ai biết tới mà bạn đặt cái tiêu đề như thế này, chắc chắn với bạn là bạn không có ai xem hết. Bởi vì cái tiêu đề đặt nó nhìn nó rất là khó chịu ha. Cái này là họ đặt, cố tình họ đặt như vậy để né qua những cái từ mà YouTube nó ngăn chặn là vi phạm nguyên tắc cộng đồng, những cái từ về mất mát chẳng hạn, thì YouTube nó đang thắt chặt nên nó đã cố tình nó dùng những cái từ khóa như thế này, nó có gạch chéo như thế này để nó giảm đi cái sự rủi ro khi YouTube nó quét những cái tiêu đề có những cái từ khóa mà nằm trong vi phạm chính sách của YouTube. Rồi, như bạn thấy nha, đây là cái tiêu đề ha. Tiêu đề thì cái video này nó không có đặt
cái gì cho ra hồn hết ha. Rồi tiếp theo là cái thẻ tắt là một cái phần khá là quan trọng trong cái việc sell video lên top YouTube. Thì ở đây nó cũng không có đặt những cái thẻ tắt nào nó liên quan đến cái tiêu đề hết, nó chỉ đặt chung chung thôi. Và như mình thấy ở đây với công cụ VidIQ thì nó thống kê không có một cái từ khóa nào được lên top tìm kiếm. Và mình chắc là khi tìm những cái tiêu đề chính về cái vụ việc này và về những cái từ khóa mà nhiều người tìm liên quan đến cái vụ việc này thì chắc chắn là cái video này có thể nó không được lên top luôn. Nhưng tại sao nó lại được xem nhiều như vậy? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái điều đã giúp cho cái video này nhanh chóng lên top thịnh hành và có thể kiếm được tới hơn 2 triệu view nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một số cái để cho bạn có thể biết, để bạn nếu như sau này bạn có một cái nội dung video mà nó cũng may mắn được những cái yếu tố này thì biết đâu bạn cũng sẽ được lên top thịnh hành giống như nó. Đây mình có nói cái tiêu đề là những cái video lên top thịnh hành có lượng view khủng nhưng mà không phụ thuộc các yếu tố về SEO video. Đầu tiên nha, đầu tiên cái quan trọng nhất là cái video này nó được đăng lên từ một cái kênh lớn, tức là cái kênh nó lớn sẵn rồi, đã có lượt, đã có người xem sẵn rồi. Mà hiểu ý mình không? Những kênh lớn họ có nhiều subscribe thì cho dù họ đăng cái nội dung gì thì cũng có người xem đúng không? Đó là những người đã subscribe kênh của họ. Thì giờ chúng ta sẽ quay lại cái video đang xem để xem thử cái kênh này có lớn hay không nha. Đây là một cái kênh thời sự online ha. Các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ vô thử nha. Chúng ta sẽ vô phần giới thiệu của cái kênh này để xem nó lớn cỡ nào nha. Giới thiệu nha. Bạn thấy chưa? Bạn thấy thật sự cái kênh này nó khủng đến mức độ nào chưa? 297 triệu view và 425.861 người đăng ký. Thật sự là một cái kênh Việt Nam mà có lượt sub và lượt view tổng khủng như thế này thì rất là hiếm. Do đó khi họ đăng cái nội dung như thế này lên và họ kiếm 2 triệu view là một chuyện hoàn toàn bình thường, nó không có gì là quá ghê gớm. Do đó đây là một cái nguyên nhân đầu tiên, đây không phải là nguyên nhân, đây là một cái điều kiện đầu tiên chứ không phải là nguyên nhân ha. Bởi vì đây là một cái lợi thế của kênh mà phải gọi là đây là cái điều kiện đầu tiên đã giúp cho cái video này nhanh chóng được hơn 2 triệu view chỉ trong vòng 1 ngày. Nhớ nha bạn. Nên khi bạn thấy những cái video này á, bạn đừng thắc mắc, bạn đừng đặt câu hỏi và bạn đừng có cố tình đặt tiêu đề hoặc là làm y như nó như vậy, không đặt thẻ tắt, không đặt tiêu đề ra hồn thì không ai xem video của bạn đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái kênh của bạn quá nhỏ, không có cái sức ảnh hưởng lớn như cái kênh của người ta thì chắc chắn bạn làm một cái điều tương tự như người ta thì bạn sẽ không lấy lại được kết quả gì hết, sẽ mất thời gian của bạn đó. Nên nếu như cái video đó được đăng từ một cái kênh lớn, nhiều subscribe và có người xem sẵn rồi thì đây là một cái điều kiện quan trọng nhất để giúp cho cái kênh đó đạt được view tốt trong một thời gian ngắn. Rồi đó là yếu tố thứ nhất. Chúng ta sẽ qua yếu tố thứ hai là thời gian đăng nhanh nhất, nội dung video hay và dài nhất. Cái này thực sự rất là quan trọng nhưng nhiều người không biết, bởi vì mình làm lâu nên mình rút ra kinh nghiệm này. Ví dụ như hai kênh cùng lớn như nhau, cùng lượt sub như nhau, thời gian tồn tại cũng như nhau và cùng một cái tin tức hoặc là cùng một cái nội dung họ đăng lên, nhưng mà một cái kênh đăng trước nội dung hay hơn, thời gian dài hơn, một kênh đăng sau tất cả đều ít hơn, thời gian ít hơn và chất lượng video nó dở hơn, thì chắc chắn cái video kia từ cái kênh mà đăng nội dung sớm hơn với nội dung hay hơn và cái thời lượng video dài hơn thì mình chắc chắn với bạn rằng nó sẽ có lượt xem tốt hơn và nó sẽ được ăn đề xuất tốt hơn cái video kia. Đó là một yếu tố quan trọng để cái lượt xem nó nhanh tăng đối với cái kênh mà thực hiện đúng cái yếu tố này. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo, đó là chất lượng video tốt nhất. Giống như cái trên này thôi,
chất lượng video, tức là cái độ phân giải video này nha. Như cái này nếu mà 720 là chưa tốt đâu, chúng ta phải để 1080 là tốt nhất ha. Nếu như có điều kiện thì có thể làm 4K, tuy nhiên 1080 mình nghĩ cũng là một cái định dạng khá tốt cho YouTube, nó quyết định chất lượng của video rồi. Thì chúng ta sẽ nhớ nếu như có khả năng thì hãy làm ra video tốt nhất khi render phim nhé. Nó sẽ giúp ích được cho bạn rất là nhiều trong cái việc cạnh tranh thứ hạng trên top YouTube và được được xem. Nếu như bạn làm một cái video mà độ phân giải quá thấp thì chắc chắn là bạn sẽ không cạnh tranh được những cái video chất lượng cao trên YouTube. Đó là thực sự là một cái điều cực kỳ quan trọng bạn cần nắm. Rồi tiếp theo chúng ta là yếu tố tiếp theo là chúng ta phải biết là cái video nào được chia sẻ trên các trang mạng xã hội nhanh nhất và có nhiều người tương tác trong thời gian ngắn nhất thì nó sẽ được lên top và nó sẽ được ăn đề xuất nhanh. Cái này thì mình cũng không giải thích nhiều ha, nó khá là dễ hiểu. Cái thứ năm là video được ăn đề xuất từ những kênh, rất nhiều kênh lớn cùng chủ đề. Đề xuất tức là xem một cái nội dung này thì nó sẽ đề xuất bên này. Ví dụ như bạn thấy là mình đang xem cái này thì nó đề xuất cái kênh khác nè. 300 ngàn lượt xem nè. Nó đề xuất những kênh khác nè. 65 ngàn lượt xem nè. Những cái vụ việc đó cũng y nhau thôi. 600 ngàn lượt xem nè. Đó. Những cái kênh này là những cái kênh được đề xuất từ một kênh rất lớn là kênh này. Thì nó cũng sẽ giúp cho cái, như bạn thấy nè, cái video này nè, nó đã được đề xuất từ cái video này đúng không? VTCV4 gì nè, và bạn thấy nè, nó đã nằm trong top thịnh hành luôn. Nên đây là một cái yếu tố cũng khá là quan trọng để giúp cho video lên top thịnh hành, từ một cái video rất là khủng, từ một cái kênh rất là khủng như kênh này, nó đã đề xuất cái kênh của bạn lên ha. Nếu như bạn may mắn mà được đề xuất thì chắc chắn bạn cũng được kéo vô top thịnh hành giống như nó. Đây nè, giống như cái kênh này nè, 1 triệu được xem thì nó ít hơn cái kênh chính đúng không, nhưng mà cũng khá tốt rồi, chỉ một ngày thôi. Rồi đó là cái yếu tố thứ năm. Tiếp theo là yếu tố thứ sáu là sự tương tác. Video trong một cái thời gian ngắn, tức là bạn đăng hai cái video cùng đăng lên cùng lúc, nhưng cái video thứ nhất có nhiều người vào like comment hơn cái video thứ hai thì chắc chắn cái video thứ nhất sẽ có khả năng được đề xuất cao hơn và có thể được lên top YouTube nhanh hơn. Rồi thì thật sự về cái này có khá nhiều kiến thức mình không thể nói hết trong một video được, nên ở video này mình sẽ kết thúc ở đây, và mình muốn nhấn mạnh với bạn là đây là 6 yếu tố khá là quan trọng giúp cho một cái video lên top YouTube, có thể lên top thịnh hành luôn, nhanh và không phụ thuộc vào yếu tố SEO. Nếu như bạn chưa hiểu thì bạn có thể xem lại từ đầu để bạn hiểu từng phần để bạn biết được những cái video đó đang làm như thế nào họ lên top thịnh hành, để nếu như có thể áp dụng thì bạn áp dụng cho kênh của bạn nha. Rồi cảm ơn bạn đã xem video từ đầu đến giờ của mình. Hãy like video này và chia sẻ video này giúp mình. Đặc biệt hãy nhấn nút subscribe đăng ký kênh của mình để xem video tiếp theo của mình về kiếm tiền YouTube nhé. Xin chào, chúc bạn thành công và kiếm được thật là nhiều tiền cũng như là thật là nhiều view và subscribe trên kênh YouTube. Nếu như bạn muốn học kiếm tiền YouTube chuyên sâu thì ở bên dưới mô tả video mình có một cái đường link, đó là một cái khóa học mình đã xây dựng xong, nội dung rất là hay, chỉ dành cho những người thật sự muốn kiếm tiền trên YouTube có kết quả nhanh nhất. Rồi nếu như bạn quan tâm hãy click vào đăng ký ngay, vì mình đang có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn. Xin chào.